Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ đến với các bạn món cà chim chiên sốt cà chua. Thành phần nguyên liệu gồm có một con cà chim khoảng 400 g, một muỗng canh nước mắm, một muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê bột ngọt, nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê tiêu, hành tỏi băm, hai quả cà chua, một ít ngò để chút nữa mình trang trí, và dầu ăn. Bây giờ chúng ta bắt đầu ướp cá. Các bạn cho cái phần muối và tiêu này vào mình cá. Các bạn khoa bóp cho thật kỹ để cho nó thấm gia vị. Bây giờ để cho cá thấm khoảng 10 phút, mình sơ chế cái phần cà chua. Cà chua các bạn cắt nhỏ. Trong thời gian chờ cho cá thấm gia vị, mình làm cái nước sốt cà chua. Các bạn cho vào đây một muỗng canh dầu ăn. Dầu nóng các bạn cho cái phần hành tỏi này vào. Hành tỏi bây giờ đã thơm lên rồi, bây giờ mình cho tiếp cái phần cà chua này vào. Các bạn sao cho cái khi nào phần cà chua này là chín mềm nhì ra là được. Cà chua cũng đã mềm, các bạn cho vào đây một muỗng canh nước mắm, một muỗng canh đường cát, một muỗng cà phê bột ngọt, hai muỗng canh nước. Nước sốt của chúng ta được sôi trở lại, các bạn chắc biết. Bây giờ mình chiên cá. Dầu bây giờ cũng đã nóng rồi, các bạn cho cá vào. Mình chiên bây giờ cũng đã vàng rồi, mình vớt ra.
Bây giờ mình bày cá ra đĩa. Món cá chim sốt cà chua của mình cũng đã xong. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại video kỳ sau.